vị khách đến Moco Villa đây, chờ chị Ba ra để mua đây. Chị bày là phù từ xưa giờ mà, tại hôm nay ngày 30 bán trái cây nhiều à. Nên mới qua đây thôi, chứ mai là về bên đó à, mình đặt trước. Ở đây là cái số của cô gì ba mọi người à, đây là số 24 rồi à, đây là khách hàng đến chờ cô này. À, đây mọi người ơi, hôm nay khách Moco Villa rất là đông nè. Đó, rất là nhiều khách chen nhau vây quanh cái mâm cua của Villa. Mọi người đang vây quanh cái mâm cua của bà đây. Bốn con được em. Đây là những cua cuối cùng của con này một con rồi. Rồi gọi chị ba bỏ vào đây. Vào đây con. 70 80 anh. Muối đi em. Muối. Chị ba lừa ra ngon rồi nè. Đây còn không anh? Đây em hai con đi. Con anh. Ba đang lựa cua gặp ngon cho khách đó. Hai con hả? Chị ba mới bán thôi. Chị ba có còn hai con ngon được hai con. Hết rồi, con căng mấy à. Rồi cảm ơn chú. Đây. Hai con của ai vậy anh? Rồi anh sau lưng này. Ăn đỡ nha con, ngủ vào đây đó. Con 266 này bao nhiêu? Thì bà bán rẻ luôn. Rồi con hỏi thì bà bán rẻ. Đập con này cực kỳ luôn. Bỏ vô vỏ đặt rẻ cho con thấy hai cái gì? Bốn cái luôn nha con. Chị mua cô hả? Thấy ơi, cái bóp càng có cái không vậy? Thấy rõ càng con. Về con lấy cái mũa con đập. Cái gì để ấy vậy? Cái mũa con đập được rồi. Chị ba trẻ luôn, người ta ra không quay cà phê người ta ngồi mà. À, vậy ăn liền không chị? Đập cái càng luôn. Cắt chanh ra luôn đó mẹ ơi. Đây để bán cho anh này luôn đi thôi, bịch này luôn ngon lắm. Đặc sản luôn. Đây con. Đây để ra mua 20 khối cua đây mọi người. Rồi đi xe hơi đó. Các bạn về đại gia này mua 20 cái cua lận. Hôm nay lần đầu tiên mua cua của dì ba này. Anh mua 20 cái cua lận. 20 ký cua gạch son này bác. Cảm ơn anh.
xe hơi mua 20kg cua gạch son. Gia mua 20kg cua thấy trong người sao, khỏe mừng không? Mừng quá trời luôn à. Lần đầu tiên luôn hay sao? Hồi xưa giờ có hôm qua tôi tính là chắc không đủ đâu. Cái nó hồi vậy không đủ rồi lấy 10 ký thôi. Cái gì ba giao rồi mua rồi 9 mấy ký. Nhưng mà từ xưa giờ có ai mua 20 ký chưa? Có nè mà à là 20 ký là nhiều nhất rồi hả? Không mà lúc dưới vậy ba bán được 20 ký đô là dành cho ta đó. Có. Còn 20 là tất khi nào đấy. Yeah.